Lực lượng công binh tỉnh Bình Thuận vừa tháo gỡ thành công quả bom 340 kg nằm sâu nửa mét ở cánh đồng xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh. Quả bom được phát hiện dài 2,16 m, đường kính 408 mm. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, đây là bom MK-117 còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện trong lúc đi cày ruộng. Bom MK-117 hay còn gọi là bom heo được không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh của Việt Nam. Sau khi kiểm tra kỹ tại hiện trường, thì lực lượng công binh đã tiến hành đào bới, tháo ngòi nổ và xác định bên trong quả bom còn 183 kg thuốc nổ. Liên quan đến vụ việc có công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tự ý thu của người dân 100.000 đồng khi làm căn cước gắn chip, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng cho biết, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai công an viên xã này. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4. Trước đó, thì một số người dân đã phản ánh về việc công an xã Tiên Minh thu 100.000 đồng của người dân khi đổi chứng minh nhân dân 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip. Việc thu tiền này được công an viên giải thích là làm dịch vụ, sẽ đến tận nhà để trao thẻ căn cước gắn chip cho người dân. Phát hiện việc thu phí không đúng quy định, công an huyện Tiên Lãng cũng đã yêu cầu công an xã bán chuyên trách trả lại tiền thừa cho người dân.